Sáng ngày 8 tháng 7, kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa, giám đốc công ty cơ khí Quốc Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã đưa ra thông báo chính thức về việc chuyển nhượng lại sản phẩm tàu ngầm Trường Sa 1 của mình cho bất cứ người nào có khả năng và đam mê nghiên cứu lĩnh vực này vì lý do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục nghiên cứu. Trong thông báo trên trang Facebook cá nhân, kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa đã viết: "Vì khả năng tài chính và sức khỏe không cho phép mình tiếp tục dự án được nữa, mình sẵn sàng chuyển nhượng dự án tàu ngầm này cho ai có khả năng và đam mê với tàu ngầm mini." Khi được hỏi về điều kiện chuyển nhượng là gì, kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa đã nói rằng: "Tôi không yêu cầu bất cứ điều kiện gì và sẵn sàng chuyển nhượng dự án tàu ngầm cho bất kỳ ai miễn là có khả năng và đam mê nghiên cứu tàu ngầm." Năm 2014, khi đó đang là kỹ sư chế tạo máy cơ khí tại Thái Bình, kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa đã nung nấu ý tưởng tạo ra những chiếc tàu ngầm do chính tay người Việt Nam làm ra. Ở phiên bản đầu tiên, chiếc tàu ngầm mang tên Trường Sa 1 với công nghệ AIP, hệ thống tuần hoàn khí độc lập do ông máy mò thiết kế sản xuất, đã được nhiều nhà khoa học trong nước đánh giá cao. Tàu ngầm mini Trường Sa 1 có chiều dài 9m, cao 3m, được trang bị hai động cơ diesel 90 HP, hoạt động bằng hệ thống không khí độc lập tuần hoàn AIP. Tốc độ thiết kế tối đa là 40 km/h, bán kính hoạt động 800 km, thời gian lặn 15 giờ, độ sâu tối đa là 50m. Tàu ngầm Trường Sa 1 được ông chế tạo và áp dụng theo công nghệ mới nhất thời bấy giờ, đó là động cơ diesel nổ máy không cần không khí bên ngoài. Đến năm 2015, phiên bản tàu ngầm mini cải tiến mang tên Hoàng Sa ra đời với nhiều tính năng và công nghệ vượt trội, có thể chạy ngầm, lặn sâu và nổi lên mặt nước nhịp nhàng. Tàu nặng 9 tấn, dài 7m, bề ngang 2,5m, cao 2m và có thể lặn sâu 50m. Thời gian lặn theo tính toán là 3 ngày 3 đêm. Vỏ tàu được thiết kế bằng thép cường lực, tàu có hình thoi dẹt, chở 2 người. Vào tháng 7 năm 2016, dưới sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và Lực lượng Hải quân Việt Nam, ông Hòa đã thử nghiệm tàu ngầm Hoàng Sa tại khu vực biển tỉnh Quảng Ninh. Sau buổi thử nghiệm, ông Hòa nói rằng buổi thử nghiệm tàu thành công, hội đồng kết luận tàu Hoàng Sa đáp ứng đủ yêu cầu an toàn để chạy được trên biển. Sau khi thử nghiệm thành công trên vùng biển Quảng Ninh, ông Hòa đã đem con tàu về xưởng và phục vụ một số đoàn đến tham quan. Ông tâm sự muốn giữ con tàu ngầm này để làm kỷ niệm. Ông Hòa chia sẻ, chi phí đóng hai chiếc tàu ngầm mini đầu tiên hơn chục tỷ đồng. Việc chế tạo hai chiếc tàu ngầm với biết bao khó khăn, nhưng ông Hòa đã vượt qua. Với niềm đam mê tàu ngầm cháy bỏng, ông đã quyết tâm chế tạo bằng được mẫu tàu ngầm thế hệ thứ hai đúng nghĩa, chứ không phải chỉ là bản cải tiến. Sau khi thử nghiệm thành công tàu ngầm Hoàng Sa trên vùng biển Quảng Ninh, ông đã cùng với đội ngũ kỹ sư bắt tay vào thiết kế tàu ngầm Trường Sa 2. Ông cho biết, tôi cùng với đội ngũ kỹ sư mất 2 năm để thiết kế xong tàu ngầm mini mang tên Trường Sa 2. Tàu ngầm Trường Sa 2 sẽ mang hình dáng giống tàu ngầm Kilo của Việt Nam từng mua ở nước ngoài về. Tháng 5 năm 2018, kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa đã khởi động đóng mới tàu ngầm Trường Sa 2. Tàu ngầm Trường Sa 2 dài 9m, nặng 22 tấn, chiều cao bên trong thân tàu 1,8m, sức chứa tối đa 6 thủy thủ đoàn. Tàu có vận tốc 35 km/h, lặn sâu 250m và tầm hoạt động 3.000 km. Kinh phí để làm tàu ngầm mini Trường Sa 2 khi đó dự kiến sẽ gấp đôi số kinh phí tàu ngầm mini Trường Sa 1 và tàu ngầm mini Hoàng Sa cộng lại. Việc hoàn thành tàu ngầm nhanh hay chậm sẽ tùy thuộc vào túi tiền của gia đình. Với Trường Sa 2, ông không áp dụng động cơ diesel nổ máy không cần không khí bên ngoài nữa vì kiểu công nghệ kia đòi hỏi không gian khá rộng, làm tăng kích thước tàu. Từ năm 2013 trở đi, công nghệ đó đã bắt đầu lỗi thời. Chế tạo tàu ngầm với nhiều phiên bản nêu trên, tiêu tốn của kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa hàng chục tỷ đồng. Ông có đam mê cháy bỏng với hy vọng tàu ngầm Made in Việt Nam sẽ vươn khơi. Song đến nay do sức khỏe yếu, ông khó có thể duy trì nên chuyển nhượng lại. Theo kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa, tàu Trường Sa 2 lớn hơn tàu Trường Sa 1 khá nhiều, vì thế trong quá trình hoạt động sản xuất cũng có nhiều khó khăn. Trước đây ông Hòa đã có thể thu gọn công nghệ AIP và trang thiết bị cần thiết khác cho tàu Trường Sa 1. Khi tiến hành với chiếc tàu có kích cỡ lớn hơn như Trường Sa 2, ông Hòa tiếp tục nghiên cứu và thay đổi công nghệ AIP này một lần nữa với những bước tính nâng cao chất lượng hơn, và những sự thay đổi này đều cần có các bước thử nghiệm thật sự cẩn thận và chi tiết. Do kích cỡ lớn hơn, phần chịu lực của thân vỏ tàu ngầm cũng phải được tính toán cụ thể, thử nghiệm với từng bộ phận, từng mối hàn. Ngoài ra, động cơ vận hành cho tàu ngầm Trường Sa 2, chân vịt và bộ dẫn lái, dẫn động đều phải thay mới cho phù hợp với kích thước mới. Công nghệ AIP, động cơ đẩy sử dụng không khí độc lập, được một kỹ sư người Tây Ban Nha đề xuất. Năm 1867, ông chế tạo thành công động cơ đẩy không khí độc lập dựa trên một phản ứng hóa học. Hiện có nhiều khái niệm quanh công nghệ AIP, nhưng có cùng một nguyên tắc là giúp động cơ hoạt động dưới nước mà không cần đến ống thông hơi. Động cơ sử dụng công nghệ này không phải nước nào cũng có thể chế tạo. Tháng 10 năm 2021, trên trang mạng cá nhân của mình, kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa đã viết những dòng tâm thư.
Anh kêu gọi những người yêu mến, những mạnh thường quân ủng hộ về tài chính để cho mình tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình. Kỹ sư Hòa đã chia sẻ, nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người mà tàu ngầm Trường Sa 2 đã được lắp thêm và thay mới hàng loạt các thiết bị vô tuyến siêu âm định hướng, hiện đại hơn và an toàn hơn nhiều lần khi lặn sâu. Ông thực sự xúc động và ngạc nhiên khi thấy đồng bào ở mọi miền Tổ quốc gửi tiền về cho ông làm tàu ngầm. Có những người ủng hộ từ vài trăm triệu cho đến những cháu bé gửi cho ông 50.000 đồng. Chỉ sau một thời gian ngắn, ông phải thông báo dừng nhận hỗ trợ do đã đủ tiền trang bị những thiết bị cần thiết cho tàu ngầm mini Trường Sa 2. Ông cho hay, Trường Sa 2 được xem như phiên bản thu nhỏ của tàu ngầm Kilo 636, sử dụng nhiều công nghệ hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật khắt khe nhất của một tàu ngầm mini với hệ thống điều khiển điện tử tự động gần như hoàn toàn. Tới nay, sản phẩm tàu ngầm nằm hơn 2 năm dưới nước mà không bơi ra biển được, kỹ sư Nguyễn Đức Hòa mong muốn chuyển nhượng lại. Điều mong muốn lớn nhất của kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa ở thời điểm này là tìm được một người có đam mê nghiên cứu tàu ngầm và chung ý tưởng, chung hy vọng một ngày nào đó tàu ngầm Made in Việt Nam có thể ra khơi. Trước đây ông từng chia sẻ, vào cái thời điểm năm 2014, khi đó đang là kỹ sư chế tạo máy cơ khí tại Thái Bình, ông đã nung nấu ý tưởng tạo ra những chiếc tàu ngầm do chính tay người Việt làm ra. Người Việt Nam mình giỏi, không có gì là không thể làm được. Tuy nhiên, kỹ thuật khoa học của Việt Nam thời điểm đó vẫn chưa bằng được các nước phát triển, nên phần nào hạn chế ý tưởng của những kỹ sư hay các nhà khoa học. Nhưng với ông, những phần hạn chế đó không làm cho ông lùi bước. Ông nghĩ rằng nếu chế tạo thành công các loại tàu ngầm mini sẽ giúp bảo vệ chủ quyền được tốt hơn. Bên cạnh đó là thăm dò, khai thác được các tài nguyên ở vùng biển của Việt Nam. Ông nói ngay từ đầu, tôi đã nghĩ chúng ta phải phát triển một hạm đội, chứ không phải chỉ một con tàu. Cho nên, ông đã đặt tên là Trường Sa 1, với hàm ý sẽ còn rất nhiều những con tàu khác nữa. Và đến bây giờ, con tàu Trường Sa 2 là một minh chứng. Ngày chế tạo, ông nghe rất nhiều ý kiến, có ủng hộ và phản đối chê bai cũng có. Ông bảo rằng, khi người ta khen thì mình coi đó là lời động viên, còn ý kiến trái chiều thì mình phải nghiên cứu xem là mình sai ở đâu và mình luôn luôn nghĩ rằng kết quả cuối cùng là kết quả thuyết phục nhất.